Tin tức giải trí ngày 23 tháng 8, Suboi, Carrick ngồi ghế nóng rap Việt 2024. Một số tin tức nổi bật, Suboi, Carrick ngồi ghế nóng rap Việt 2024. Quyền Linh lao vào biển lửa trong hai muối, Diệp Bảo Ngọc giành giật với các hồn ma trong Làm giàu với ma, Ma Gia là phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất tuần đầu tiên. Trước đó, Suboi, Thái VG là giám khảo các tin rap Việt 2024. Suboi, Carrick ngồi ghế nóng rap Việt 2024 tối ngày 22 tháng 8, trên fanpage, nhà sản xuất xác nhận Suboi. Carrick sẽ trở lại chương trình rap Việt 2024. Cả hai sẽ là chủ nhân hai trong những chiếc ghế nóng của chương trình. Nhưng vai trò cụ thể của các rapper chưa được công bố. Suboi đã có hai mùa tham gia rap Việt với tư cách huấn luyện viên năm 2020 và giám khảo vào năm 2023. Trong khi đó, Carrick ngồi ghế nóng 3 mùa liên tiếp. Ngoài Suboi, Carrick, ghế nóng của rap Việt năm nay còn có sự góp mặt của Thái VG, Versace, rapper Thái Lan F, Hero. Quyền Linh lao vào biển lửa trong hai muối sau khi tung trailer và hé lộ một số tình tiết về câu chuyện cảm động của gia đình ông hai. Nhà sản xuất phim Hai Muối tiếp tục tung thêm những cảnh quay hậu trường đầy nguy hiểm của nhân vật ông hai do nghệ sĩ Quyền Linh thủ vai. Một trong những cảnh cao trào của phim là khi ông hai nhìn nhà chứa muối, tài sản quý nhất của ông chìm trong biển lửa. Nghệ sĩ Hồng Vân và Quyền Linh trong phim Hai Muối, ảnh DPCC để thể hiện cảnh quay này, Quyền Linh hòa chung dòng cảm xúc của nhân vật ông hai khi ánh mắt anh thể hiện sự hoảng loạn, sợ hãi và bất lực. Thậm chí, trong giây phút cận kề nguy hiểm, anh đã lao vào biển lửa để diễn theo bản năng. Quyền Linh nói, khi ra hiện trường, tôi luôn làm theo cảm xúc thật của mình và với cảnh cháy nhà muối đó, tôi đã diễn với cảm xúc của một người cha. Một người mất mát cả gia tài của mình. Kiều Minh Tuấn thay đổi ngoại hình để đóng cô dâu hào môn diễn viên Kiều Minh Tuấn, ảnh, nhan vặt cung cấp để chuẩn bị cho phim Cô Dâu Hào Môn, quay vào tháng 4 năm nay. Kiều Minh Tuấn đã cố gắng thay đổi ngoại hình và tăng tới 13kg. Chia sẻ về việc tăng cân cho vai diễn, Kiều Minh Tuấn nói, quá trình đó khoảng hơn một tháng. Tôi thay đổi lộ trình tập gym, ăn một ngày 7 cử, cử cuối cùng trong ngày phải ăn 1kg chân giò sau đó đi ngủ ngay. Khi ăn quá nhiều trong khoảng thời gian dài, tôi khiến mình bị rối loạn đường ruột, vừa ăn no đã quên ngay cơn no mà nạp tiếp tục đồ ăn khác vào. Kiều Minh Tuấn cho biết đây là lần đầu tiên anh phải tăng cân nhiều như vậy cho vai diễn. Dù việc này cũng không tốt cho sức khỏe nhưng để tạo nên sự khác lạ cho vai diễn mới thì bản thân anh sẽ chịu khó thay đổi. Diệp Bảo Ngọc giành giật với các hồn ma trong Làm giàu với ma trong Làm giàu với ma. Lanh, Tuấn Trần, vốn là một chàng trai ngoan hiền. Sáng đi làm, tối học bổ túc để lấy tấm bằng cấp 3. Thế nhưng anh bỗng nhiên đổ đốn, chuyển sang mê bộ môn đá gà và muốn kiếm thật nhiều tiền. Một lần trốn nợ, Lanh bị sét đánh và có khả năng nhìn thấy hồn ma của Na, Lâm Bảo Ngọc. Cả hai nhanh chóng đi đến giao kèo. Lanh giúp Na kiếm đứa con gái thất lạc đã 25 năm, cô giúp anh làm giàu. Diệp Bảo Ngọc đóng vai Na trong Làm giàu với ma, ảnh, DPCC trong Vô vàn cách kiếm tiền. Lanh bắt Na phải giúp mình trúng số. Không còn cách nào khác, Na đành phải đi giật số. Lanh không phải người duy nhất cầu mong trúng số nên hậu quả là Na phải đối đầu với vô số hồn ma khác cũng đi giật số để phù hộ cho người thân. Đạo diễn Trung Lùng tiết lộ, đây là một trong những cảnh đinh của bộ phim mà tôi nghĩ ra ngay từ những ngày đầu. Tình tiết cho thấy góc nhìn hài hước về việc người đã khuất nào cũng muốn phù hộ cho người thân nhưng đôi khi không thể linh nghiệm. Ma Gia là phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất tuần đầu. Phim Ma Gia thu 80 tỷ đồng và trở thành bộ phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất tuần đầu tiên dù kịch bản chưa tốt. Vướng nhiều lùm xùm xung quanh. Đại diện nhà sản xuất cho biết phim hút 1 triệu lượt khán giả sau một tuần, trong đó ngày doanh thu cao nhất là 15.3 tỷ đồng. Phim Ma Gia do Việt Hương đóng chính có doanh thu khả quan, ảnh, DPCC. Phim Ma Gia do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên, Việt Hương, Dạ Chúc, Trung Dân, Diệu Đức, Duy Anh cùng các khách mời đặc biệt, Thành Lộc, Cẩm Ly, Hoàng Mèo. Nhan sắc tuổi 50 của Châu Tấn gây sốt. Diễn viên Châu Tấn khoe nhan sắc xinh đẹp tuổi 50 sau khi tham dự một sự kiện trao giải tối ngày 22 tháng 8. Diễn viên Châu Tấn gây chú ý với nhan sắc hút hồn ở tuổi 50.
Từ khóa, Châu Tấn 50 tuổi quá hấp dẫn, đứng đầu danh sách giải trí của Weibo và chiếm giữ vị trí này suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều khán giả bình luận, khen ngợi nhan sắc của diễn viên khi cô xuất hiện tại tiệc tối với vóc dáng thon thả, gợi cảm. Cô diện chiếc váy dài giúp khoe vai nuột nà, thân hình gợi cảm. Khuôn mặt của Châu Tấn được đánh giá, không có dấu vết thời gian. Một khán giả viết, khó có thể tin rằng 2 tháng nữa Châu Tấn sẽ bước sang tuổi 50, trông chẳng giống một phụ nữ 50 tuổi chút nào. 50 tuổi mà cô ấy đẹp như thế, còn tôi đang ở trạng thái này. HURRIKNG khoe tình bạn 7 năm với HIEUTHUHAIHURRIKNG, Phạm Bảo Khang, gây sốt với bài đăng dành cho HIEUTHUHAI, Trần Minh Hiếu, khiến khán giả xúc động. Anh cho biết HIEUTHUHAI không chỉ là đồng đội thân thiết mà còn luôn giúp đỡ, đồng hành cùng anh trong mọi thăng trầm. HURRIKNG và HIEUTHUHAI là đôi bạn thân thiết trong 7 năm, chỉ có đi với nhau từ những ngày đầu, thấy được sự cố gắng của mấy đứa trong ghét đần thì mới hiểu phải đánh đổi bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay. Hiếu là đứa bị chửi nhiều nhất trong nhóm, từ cộng đồng rap cho tới hát luôn. Giờ nhìn nó đi, nó thay đổi cuộc sống của tôi đó. HURRIKNG nói. HURRIKNG và HIEUTHUHAI là đôi bạn thân nổi tiếng từ ghét đần, nhóm hip hop gồm 3 thành viên.